năm 12 thì mời về là làm họa sĩ cho cái tạp chí văn nghệ Quân Giải Phóng, rồi cùng với số anh em họa sĩ của cái văn nghệ quân đội á, hình thành cái đội ngũ chuyên môn đi xuống thâm nhập các đơn vị, rồi sáng tác, rồi thì mình ghi chép rồi sáng tác. Thì cái đó là năm 72 thì chú có chuyển về cho nên là nó. Vai trò quân sự của chú trên đường 13 thì không có, nhưng mà chú có xuống tận chiến hào, tức là cùng sống với anh em trong đó. Đó, cái này thì cũng gặp trên đường hành quân thì là gặp cái chỗ nào có suối, có gì, tránh được máy bay và tắm gội đầu quá, có khi là thư giãn cho nó khỏe. Phải canh gác cho con máy bay nó bắn, máy bay nó bắn bay trên đầu, tắm là không cẩn thận là nó máy bay nó vọt qua nó xả ra đi, hết đường chạy, nó phải có người gác xong rồi che giấu quần áo, tắm bộ tắm vàng gội đầu các thứ trên đường đi, chứ chỗ này nó trống mà máy bay nó nhìn thấy hết. Đây là một cái đơn vị mang vác pháo hạng nặng. Tức là hồi đó là cái cối 120, tức là cái đường kính của nó 120, cái pháo lớn nhất của quân giải phóng, cái sát thương của nó là lớn, nó giống như trái bom con. Bởi vì khi đi nó là rất là phức tạp, mỗi một khẩu đội phải đi tới trên chục người, chưa kể mang vác đạn rồi các thứ là tí khác. Nhưng mà cái này rất quan trọng của chú là khi đánh mà cái đầu là tức là chắc chắn rồi đấy thì mới dùng cái này, nếu không có bắn bừa bãi để mình chứng kiến cái đó. Bởi vì mình còn có nhiệm vụ là mình nắm được tin tức đó, mình báo cáo về chỉ huy sở, cho nên là buộc những cái đó là mình phải nắm. Còn cái này là bộ đội cũng cái lực lượng nó gọi là cái đội vận tải, thì cái này cái đội này nó có nhiệm vụ là ngoài mặt trận cần bao nhiêu lương thực là phải tải ra hết, trên đường đi ra mặt trận gặp các cái địch càn quét hay gặp máy bay nó oanh tạc hay các thứ thì phải vượt qua hết. Là nếu không ra thì bộ đội không có gì mang thì cũng nguy hiểm. Thậm chí gặp máy bay mà có khi phải gác gạo ra bên rồi bắt đầu giờ súng ra bắn với nhau luôn. Vũ khí thì lúc đó không nhiều, có một trái lựu đạn với cái khẩu AK ít đạn thế thôi. Chiến đấu hết cái đó là coi một là hai là hy sinh, cho nên cái này cũng hy sinh nhiều. Cho nên là cái trên cái chiến dịch Nguyễn Hòa này thì nó nhiều hướng, có chỗ ở trên quốc lộ 13, có chỗ ở dưới cái đường chốt chặn, tức là dưới hầm trên đường 13. Cái này là các bác sĩ và y tá dưới cái hầm vừa rồi tác nghiệp ở đó, cũng đưa bệnh nhân vào mổ xẻ cấp cứu luôn. Từ đó rồi con đó là chừng nào mới đưa đi tiếp. Cái này là cái người ta gọi là cái trạm trung phẫu của quân y, tức là những cái thương binh ở mặt trận đưa về thì đưa một cái trạm trung gian sửa chữa rồi thì băng bó, thì nó giống như cấp cứu đó. Thế sau đó thì mới chuyển tiếp đến cái, bởi vì nếu không có trạm này thì một là đợi lâu thì bệnh nhân sẽ không kịp cứu chữa, thế mà không làm ngay thì không kịp. Vai trò quân sự của mình thì mình không
trực tiếp đánh nhau, nhưng mà phải cùng chiến hào anh em, rồi đây anh em mình chiến đấu thì mình cũng về bên cạnh đó. Cái này là một cái tranh có bố cục, một sự kiện, một cái đồng chí trước lúc hy sinh thì mới còn băn khoăn thì đó là mình còn cái chưa đóng đảng phí, tức là cái người có mối liên hệ với đảng thì trước khi hy sinh thì chặt nữa là chưa có đóng, nhờ các đồng chí đồng đội là đóng nó cho mình ra đi cho nó thanh thản hoàn thành nhiệm vụ. Thì cái đó nó nói là một cái ý nghĩa và ý thức của người chiến sĩ đảng viên, đến giây phút cuối cùng vẫn nghĩ đến đảng. Thế còn màu sắc thì mình vẽ thì cái đó thật ra không có màu. Màu ở đó là cái gì? Màu vàng là ký ninh, màu đỏ là thuốc đỏ, màu con ni là hai màu nhá. Thì còn màu xanh nữa thôi, màu xanh thì mực xanh, thế thôi. Ba màu đó là đủ. Cho nên những cái ký họa của đó hay là sao hòa sắc cho nó tốt thì vẫn là mấy màu cơ bản thôi.